xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của Jay Travel Cuộc Sống ở Houston. Hôm nay thì Jay mời mọi người cùng Jay đi shopping nha mọi người nha. Thì hôm nay mình lại đi lên một cái outlet lớn nhất ở Texas, được nằm ở tại thành phố San Marcos. Thì trên đường đi, trạm nghỉ đầu tiên của Jay lúc nào cũng ở tại cây xăng Bất Kỳ. Tại vì cây xăng Bất Kỳ là một trong những cây xăng lớn nhất mà có những cái restroom rất là sạch luôn nha mọi người nha. Cho nên nếu quý vị nào mà trên đường đi trong Texas nên ghé Bất Kỳ để đi restroom hay đổ xăng. Và nó có bán rất là nhiều đồ ăn trong Bất Kỳ mọi người. Thì bây giờ chơi mời mọi người đi đến một cái outlet lớn để coi trong đó thôi hôm nay họ có sale được những gì không nha mọi người nha. Quý vị nào mới đến kênh của chơi nhớ đừng quên nhấn cái nút đăng ký, like và share nha mọi người nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng let's go mọi người. Mọi người ơi, thì Jay đang đứng ở tại cây xăng Bất Kỳ nằm ở thành phố Lulin. Thì từ Katy mà lên Lulin thì cũng khoảng chừng 1 tiếng rưỡi. Thì mình đây là trạm dừng chân đầu tiên của Jay, là ghé đổ xăng và đi toilet mua đồ ăn. Rồi sau đó mình tiếp tục mình đi tiếp. Thì một chút đến cái outlet thì Jay sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha mọi người nha. Đây bây giờ Jay đang ở trong cây xăng Bất Kỳ đây, thì mình chuẩn bị mua đồ ăn. Thì cây xăng Bất Kỳ nó bán rất là nhiều đồ ăn mọi người, nó bán đủ thứ món hết. Ví dụ quý vị nào ở tiểu bang khác mà có đi qua Texas, mà có đi road trip đó, thì nên ghé cây xăng Bất Kỳ. Tự nhiên nó bán đồ ăn rất là nhiều nè, nó bán barbecue, hamburger, bán taco, bán đủ thứ, nó bán đủ thứ mọi người ơi. Hello, 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 hello. Yeah. Ok. Đây là mình trạm dừng chân của mình là tại cây xăng Bất Kỳ. Nó bán rất là nhiều. Là nó có bán brisket nha. Quý vị nào mà có đi road trip ở Texas thì nên ghé Bất Kỳ, tại vì nó rất là sạch nha mọi người nha. Chị ăn gì vậy? Chop brisket sandwich. Ok. Rất là ngon luôn. Này giống như mình đang quảng cáo cho Bất Kỳ luôn mọi người ơi. Ok mọi người, sau khi mình đã sử dụng những thứ trong Bất Kỳ rồi, bây giờ mình chuẩn bị mình đi tiếp nha mọi người nha. Tại vì Bất Kỳ rất là good, rất là sạch, cái điểm sạch á, cho nên đồ ăn cũng ngon nữa, giá cả nhẹ nhàng luôn đó. Bây giờ mình chuẩn bị đi tiếp nha cô chú anh chị nha. Ok mọi người ơi, thì Jay đang tới cái Premium Outlet ở San Marcos nha mọi người nha. Thì bây giờ mọi người thấy không, ở đây có Gucci, Jimmy Choo, Tory Spurt, Prada, Valentino, Salvatore. Thì bây giờ mình chuẩn bị mình đi vô Gucci trước nha mọi người nha. Đó, let's go. Hello, vô Gucci, Gucci. Coi 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 thử coi trong Gucci có gì free cho mình không, mình lấy nha. Đi vô lấy đồ free. Lấy đồ free nha. Xem thử coi có gì free không. Gucci nha mọi người nha. Bây giờ mời mọi người vô trong Gucci nha mọi người nha. Hello. Đây nè, giỏ sách của Gucci nè mọi người. Bóp nè, có khăn nữa nè. Khăn nè. Giỏ nè. Quá chừng luôn. Nhưng mà chơi vô đây chơi chỉ thích hàng giày dép của Gucci thôi. Hey babe, em đôi này, mấy đôi này dễ thương nè. Không thích à? Đó, quá chân đã không? Để mình thử mình coi thử coi đôi này nó bán nhiêu nha mọi người nha. $375, not bad, not bad. Chị em đang mua mấy đôi dài Gucci quá chân đẹp, đang thử nè mọi người ơi. Trời ơi, bữa nay nó cũng sale khám khá nha. Nhưng mà trong đây nó không cho mình quay nữa, không biết sao nên là Jay đang quay lén nè mọi người. Ok mọi người ơi, thì bây giờ mình xong ở Gucci rồi nha mọi người nha. Để coi coi mua được gì không ta. Trời ơi, nhiều người, người nào vô đây cũng xách đồ ra hết mọi người ơi. Đây nè, đây nè, coi coi thử coi ta. Trời ơi, ngày hôm nay đi đã thiệt. Trời ơi, người nào cũng có một bịch đúng không? Trời ơi, quá đã không. Hình như trên đây nó đang sale rất là nhiều nha mọi người nha. Hàng free không nha mọi người nha. Đây nữa nè, người nào cũng có giỏ Gucci hết nè. Trời ơi, đã ghê chưa. Thôi bây giờ mình đi tiệm khác nha mọi người nha.
Trời ơi đã ghê không? Ok mọi người, thì mới vô Jimmy Choo mà không có gì on sale, không có gì free hết mọi người ơi. Còn Tory Burch ở dưới Houston mình cũng có rồi, cho nên lên đây chạy 2-3 tiếng đồng hồ, mình chỉ thích vô những cái chỗ mà hàng hiệu thôi mọi người. Đó, như cái tiệm này là Sortix Sunglass ở dưới cũng có, MCM ở dưới Houston mình cũng có. À, bây giờ mình chuẩn bị mình vô Prada, thử vô Prada coi làm sao ta. Coi có gì sale không, có gì free không. Đó. Free không? Nếu mình nó cho free thì mình lấy. À, Valentino nữa nè, một chút mình vô Valentino mình coi thử coi làm sao. Nice. Bây giờ vô Prada nha mọi người nha. Đây là trong tiệm Prada nè mọi người. Hồi nãy trong Gucci nó không cho chơi quay, cho nên không có quay được nhiều thứ cho mọi người xem. Còn đây là giày của Prada nè. Đó, mọi người thấy không? Đây là bên giày của Prada nè. Nhìn thấy cũng đẹp. Nó cũng có nhiều kiểu giống như Gucci ha em ha. Nó có giống như Espetro kìa. Đó. Đây là gian hàng giày của Prada nha mọi người nha. Đó. À, cửa hàng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Quý vị nào mà ở tiểu bang khác mà qua Texas chơi nên đi lên đây một lần cho biết nha. San Marcos Premium Outlet. Bên Prada cũng không có gì hết, không biết Valentino có gì sale không ta. Vô thử Valentino coi. Hello. Đó, nó cũng có dài nè, Valentino nè. Quá thiệt đẹp luôn. Đẹp không? Valentino nè. Đó, coi thử Valentino có gì đẹp không. Đây là giày của Valentino nha mọi người nha. Đây là giày của Valentino nè. Thử coi đôi này nó bán nhiều. À, đôi này là từ 980 đồng mà nó sale xuống còn 600. Đôi giày của Valentino nè, còn 600 nha mọi người. Hàng này cũng là hàng hiệu luôn, Valentino. Ở đôi giày nó nhìn giống như Christian LeBouche quá hả? Còn 600. Nè đôi này tựa tựa Christian LeBouche nè. Nó giống hả? Đây nè, đôi này này là 980, bây giờ sale còn 609 đồng, 601. Thôi mắc giả mang. Coi như nó không cho mình free mọi người ơi. Nếu mà nó không cho free thôi khỏi mua. Đó. Đẹp quá. Ok, còn mình đang trong tiệm Versace nè. Đó. Đó, mình đang ở trong Versace nha mọi người nha. Bây giờ đang có special, nếu mọi người mua 500 thì mọi người sẽ được 25% off. Còn nếu mọi người spend 1.000 đồng thì mọi người sẽ được 30% off. Coi như spend 1.000 đồng thì mình còn chỉ trả còn 700 thôi. Thấy cũng good deal. Đây mấy đôi dép nè, mấy đôi dép cũng đẹp ghê á. Đôi dép này nó bán nhiêu mình đôi tại. Mà anh đừng đi mấy cái đôi này. 375 đồng, mấy đôi này nó đau, nó hay đau chân mình quá à. 375 đồng. Nice, mấy đôi dép đẹp quá, mấy đôi dài nè, của Versace nè mọi người. Đó. Mình đang trong tiệm Versace nha mọi người nha. Đây là chơi đang trong chỗ bán dầu thơm với lại kiến mát. Cái kiến mát này của Versace nha mọi người nha. Mấy cái này nhiêu. This is about 200. Ok. À, 200 đồng cái kiến. 200. Thấy cũng đẹp quá ha. Kiến này của Versace. À, này nhìn giống celebrity quá vậy ta. Rồi nhìn nè. Đó, kiến này của tài tử đeo thôi. Này được Mary. Celebrity ha, giống như tài tử đeo quá ha. Cái này free nè chị ơi. Này free nè. Free. Đeo thử anh Eric, đeo thử vô coi. Đeo vô thấy được luôn. Ồ, của Versace ngầu quá nha. Đó, giống diễn viên thấy màu luôn. Bây giờ mình đang trong Giorgio Armani nha mọi người nha. Nãy trong Versace không có tìm được cái gì, cái đồ nó nhìn nó sao sao á, mình đeo vô mình thấy nó không hợp cái style của mình. Bây giờ mình đang ở trong Giorgio Armani, hiện giờ đang có 80% off cộng thêm additional 20% nữa kìa. Trời ơi sướng không. Đây là hên giày. Giày của Giày. Đây, giày. À,
Ma này nè, đẹp quá, 50% off nha mọi người nha. Ủa, chắc mình thích cái bóp đó nha. Đó, đây là cửa hàng, gian hàng của Chacha Money. Đây là bên phần giày của Nam. Giày của Nam. Đó, hiện giờ ồ, thằng Chacha Money đang free cũng khá nhiều á. Free nhiều lắm á. Quá xinh đẹp luôn. Đây là gian hàng nè. Mấy áo này 79 đồng. Đó mọi người, đây là tiệm Burberry. Hôm nay mà quý vị mà muốn mua áo jacket thì được bớt 25% additional nha mọi người nha. Cho nên hôm nay tụi mình vớt cũng được mà 1-2 cái áo jacket. Đó, đây mới mua được mấy cái áo jacket nha, với lại đôi dài của Burberry. Quá chừng đã luôn. Đây là giỏ sách nè mọi người, additional 25% off. Giỏ sách với lại wallet luôn nha mọi người nha. Đây là tiệm Burberry nè mọi người. Rất là đẹp nha mọi người nha. Đó, quá chừng đã luôn mọi người ơi. Burberry quá đẹp luôn. Quý vị nào mà có xuống Houston chơi có thể ghé đi đi bên outlet ở San Market nha mọi người nha. Đó, quá chừng đã luôn. Tiệm đẹp không? Cái tiệm này nhờ mình mua đồ cho nên người ta cho mình quay. Còn những tiệm khác vô sao nó không cho mình quay phim không biết nữa. Chắc mình không mua đồ của nó quá. Ok, bây giờ tụi chơi chuẩn bị chạy xuống Austin để ăn tối ở một cái nhà hàng Mexico có tên là Hula Hut nha mọi người nha. Một chút tới nơi thì chơi sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Ok, cô chú anh chị thì chơi mới vừa tới được cái nhà hàng Hula Hut ở dưới Austin, cách cái San Market khoảng chừng 30 phút lái xe nha mọi người nha. Đó mọi người thấy không? Phía sau lưng đó là có cái dòng sông, cái hồ của Lake Travis á. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi xuống dưới cái nhà hàng nó nằm ở phía dưới. À, chỗ này chỉ là chỗ parking thôi nha mọi người nha. Đó, cái nhà hàng nằm ở múc ở dưới. Thì mình phải đi xuống dưới để cho quay cái cảnh cho mọi người xem. Quý vị nào mà ở Houston mà có dịp lên Austin chơi thì có thể ghé cái nhà hàng của Mexico có tên là Hula Hut. Thì kế bên nó có một quán cà phê Mozart cũng nổi tiếng lắm mọi người. Đó mọi người, đây nè. Đó, cái nhà hàng rất là đẹp nha cô chú anh chị nha. Đó, chưa quay cho mọi người xem. Đó, có dòng sông, mình ngồi mình ăn uống, mình ngồi kế dòng sông ở dưới đó. Bây giờ chơi chuẩn bị chơi đi xuống dưới. Một chút tới nơi chơi sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Đó mọi người, thì bây giờ mình đang ở trên hồi nãy chỗ parking. Bây giờ chơi đang đi xuống thì đi vô cái này là cái cảnh của cái nhà hàng. Ở đây nó có rất là nhiều nhà hàng mọi người. Có nhà hàng Mỹ, có nhà hàng Mỹ. Thì hôm nay mình sẽ vô cái nhà hàng có tên là Aloha Hula Hut. Nhà hàng Mỹ nằm kế bên dòng sông luôn mọi người. Đó, bây giờ chơi đang đi vô nè. Một ngày hôm nay là mình đi shopping, đi ăn uống rất là vui nha mọi người nha. Quý vị nào mà có thể ở dưới Houston lên đây chơi cũng được. Lên đây chơi là mọi người sẽ có được một cái một ngày ở Austin là mọi người chơi đủ rồi. Ok, đây nè mọi người, đây là cái nhà hàng Hula Hut nè mọi người. Nhà hàng này rất là đông mọi người ơi. Thì quý vị nào mà tới thì cứ tím bàn trống ngồi thôi. Tự vì nó đông quá cho nên mình phải đợi người nào đứng lên là mình ngồi thôi nè mọi người. Nhìn nè, cái bo ở ngoài trời nè. Mà không biết tại sao hôm nay bên trong kia nó không có mở ha. Nó không có mở cửa. It's okay. Đó, rồi phía trong này cũng có nữa mà chưa có bàn. Finally mình cũng lấy được cái bàn rất là đẹp. Cảnh rất là đẹp luôn. Đó, mọi người nhìn nè, cảnh hồ ha. Ở trên núi, nhà trên núi quá chừng luôn kìa. Trời ơi, một ngày đi shopping đã rồi, bây giờ có đồ ăn ăn nữa, quá đã luôn. Chỗ ngồi rất là đã luôn nha mọi người nha. Đó, đây chơi quay một cảnh cái nhà hàng có tên là Aloha. Đó, trên kia là núi, nhà của người ta phía trên đó mọi người, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Trời, dưới đây nước trong ghê, có cá luôn á. Đó, chỗ kia là cái marina, chỗ tàu người ta đậu đằng kia nha mọi người nha. Đó, còn ở phía trước nè, mọi người nhìn nè. Đó, mọi người nhìn nè. Quá chừng đẹp luôn, đông nghẹt luôn. Quý vị nào tới đây, quý vị nhớ tới rồi phải vô tự đặt bàn hay là reserve bàn cũng được nha mọi người nha. Đó, rất là đông luôn mọi người. Rất là đông luôn. Quá chừng đông luôn, quá chừng đông luôn. Quá chừng đông luôn. Đã quá, hôm nay chơi đã quá. Bây giờ mình ngồi ở ngoài quán bar thì mình phải tự động mình lại lấy chip, lấy đồ ăn nha mọi người nha. Đây là cái chỗ lấy chip nè, mình tự lấy chip.
quá đã luôn. Ủa rồi mình lấy rap đi. À rap đi đó. À mình phải nói lại nha. Còn nếu quý vị đặt bàn á, hiểu quý vị vô kia người ta sẽ đem tới cho quý vị. Còn đây thì mình tự lấy nha mọi người nha. À rất là đã luôn. Ok. Rồi xong đó mình sẽ lấy cái này, mình lấy cái gì ta? Cái này xào xà. Xào xà ha. Cái này là nước chấm nè mọi người. À, cái này nước chấm nha. Ok mọi người thì đây là cái nhà hàng Aloha. À, quý vị nào mà ở Houston hay ở xa tới mà có muốn đi lên đây chơi á, thì quý vị có thể đi mua sắm ở San Market, sau đó mình ghé qua Austin mình ăn nha mọi người nha. Mọi người nhìn thấy cảnh nè, đã không? Đó, bây giờ mình đi tự, ai muốn uống nước thì phải tự lấy nước nha mọi người nha. Đó, ở đây bà xã chơi chuẩn bị lấy nước nè, nước lạnh ha em. Đen cầm chưa? Anh cầm cái nè. Đó, nước lạnh nè, đó, mình phải tự lấy hết. Tại vì nếu mà quý vị ngồi trong, ở trong quý vị đặt bàn thì người ta sẽ đem tới cho quý vị. Còn nếu quý vị ngồi ở ngoài quán bar thì quý vị sẽ tự self-service hết. Tự múc đá, tự lấy nước uống hết nha mọi người nha. Rất là vui. Thì hôm nay là mặt trời đang lặn cho nên mình sẽ nhìn thấy cảnh hoàng hôn rất là đẹp, rất là lãng mạn nha mọi người nha. À, ok mọi người thì bây giờ đang order đồ ăn. Thì cái này của chơi là mango margarita, còn cái này là pina colada. Yeah. Hello, hello. Awesome, awesome. I have a half order of Thai combination, half order of China combination, half order of Hawaiian, just beef, the mahi mahi, and an extra tied away. Yeah. All right. What are they doing over there? Ngồi cho nó đã quá. Ừ, nó nghe nhạc ngoài kia, có tàu ngoài kia nghe nhạc nữa kìa. Nhà chắc nhà họ gần đây đó. Nhà người ta xuống nó lại đây nó enjoy không? Đó, cái tàu kia đang có nhạc đó nữa đấy. Rồi mấy đứa nhỏ đang ngồi kia chơi kìa. Đó. Không, mấy đứa học sinh á. Đó. Đây là còn mấy cái thứ này là mình tự lấy nha mọi người nha, tự lấy. Tại vì mình ngồi ngay cái bar cho nên nó rất là vui. Vừa nghe nhạc vừa nhìn cảnh luôn đó. Em chưa từng ngồi đây tại vì múc em tới tà vô mùa hè nó nóng hết rồi. Cái này là pina colada. Cheer Neri. Cheer. Yo baby. Uống miếng không? Uống miếng cho đỏ mặt không? Happy Wednesday. Ngày nào cũng chơi. Ở đây là ở khách sạn là lúc nào cũng vui hết. Ngày nào cũng ăn uống mình chơi hết nha mọi người nha. Đó. Mahi mai. Do you have a rice? Come with it, right? Yeah, I order a rice. It might be with the other order. Maybe. Thank you, ma'am. Thank you. Đây nè, đồ ăn ra nè mấy, đồ ăn ra nè mọi người ơi. Cái này là cá mahi. Còn cái này là half, một phần fajita Thái. Thái fajita. Đó, nhìn quá hấp dẫn. Còn cái này là để mình cuốn nè, chỉ có thể chỉ cuốn. À, cái này mình ăn cuốn mà cuốn của Mỹ chứ không phải cuốn của Việt Nam nha mọi người nha. Quá wow, trình đã luôn mọi người ơi. Nhìn đồ ăn thấy hấp dẫn quá, ăn chung. Đó. Cái này là lần đầu tiên anh chị mình cũng xuống Austin luôn. À chơi mà ăn cái nhà hàng này luôn nè mọi người. Quá trình đã luôn mọi người ơi. Cho em mời mọi người ăn nha. Thank you sir. Yeah. Ok đồ ăn ra hết nha mọi người nha. Đây nè, cái này là Thai barbecue. À, đồ ăn mễ mà nó làm theo kiểu Thái. Còn cái này là nó làm theo kiểu Hawaii của người Hawaii. Còn đây là combo giữa có dừa, có thịt gà với lại beef. Hấp dẫn quá. Cơm trong chiên của mễ. Còn đây là cá với xà lách nha mọi người nha. Đó ra, cho mời mọi người cùng ăn nha. Ok mọi người ơi, thì bây giờ mình mới về ăn xong, clean up cái bàn sạch sẽ luôn. Bây giờ mình chuẩn bị đi uống cà phê nha mọi người nha. Mình sẽ đi qua bên tiệm Mozart để mình uống cà phê. Rất là nổi tiếng, đây là cảnh hoàng hôn nè. Đó, nhà hàng lên đèn rất là đẹp nha mọi người nha. Đó, có hình cá nè, bự không? Ở ngoài kia có những chiếc tàu, mọi người thấy không? Những chiếc tàu họ trên nhà họ xuống, họ parking, sau đó họ đi lên đây họ ăn, xong cái hồi họ đi về, thay vì mình đi xe, người ta đi tàu, rất là đã luôn mọi người. Ok, bây giờ mình mời mọi người cùng đi qua cái quán cà phê rất là nổi tiếng ở tại Austin nha, cô chú anh chị nha. See ya. Right here. Anh Eric chắc xỉn rồi quá. Uống quá xinh rồi hả?
Đó, bây giờ đây là cảnh bữa tối rồi nè, bây giờ chiều tối rồi cho nên nó cũng tầm xuống tối rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi qua bên chỗ cà phê nha mọi người nha. Đó. Cà phê Mozart. Rất là nổi tiếng ở Austin. Đó. Có một ngày ở Austin mọi người có thể vừa đi shopping, vừa đi ăn, vừa đi uống cà phê, rất là vui nha mọi người nha. Đó. Đó, hồi nãy em đậu múc trên bên đồi bên kia. Ok, bây giờ mình đi xuống đây mình đi ăn. Đây nè mọi người, bây giờ mình sẽ tới đây Mozart Coffee Roaster and Coffee Bakery and Dessert. Ok. So bây giờ mình đi vô đây để mình uống cà phê. Hồi nãy tự nhiên nãy mình mới vừa uống một ly margarita rồi. Bây giờ mình vô đây mình sẽ uống cà phê để mình giải rượu, để mình chuẩn bị mình lái ngược về Houston nha cô chú anh chị. Đó, thơm phức luôn, tới đây thơm quá hả. Đó, ở ngoài đây cũng có cảnh là người ta ngồi ở ngoài. 9 giờ mà còn vòng vòng đây tới 11-12 giờ. Thôi mình mua xong mình lên xe mình đi về đi chứ. Ngồi đây nữa là chắc tới khuya quá. Cái này là giống như là thức tròn đêm nay luôn á. Đó, đây là tiệm cà phê nè mọi người. Đó, tiệm cà phê Mozart nè, hello baby. Đây nè mọi người, đây là cái khung cảnh của cái quán cà phê nè. Hồi nãy mình ngồi ăn nhà hàng là mình ngồi bên hướng bên kia. Bây giờ mình qua bên đây mình ngồi ăn uống cà phê nha mọi người nha. Thì cái này giống như một cái đập vậy á. Cái này giống như cái đập vậy anh Eric. Cái đập á. Mình trên đây nè, nó xả nước xuống dưới á. Còn đây là cái chỗ marina, chỗ đậu tàu nè mọi người. Đó, giống như cái flush gate của mình nha. Đó, này là chỗ đậu tàu marina nè. Đó, quá chừng luôn. Còn đây là không gian của cái quán cà phê rất là đẹp. Hello. Đó, rất là vui á mọi người. Nay ngày hôm nay quá vui. Nó có hai lầu, quý vị có thể ngồi trên cũng được, quý vị ngồi dưới cũng được. Đó, khung cảnh rất là đẹp. Đó, xung quanh rất là nhiều người ngồi uống cà phê. Còn phía trên nè mọi người. Đó, giờ để chơi đi lên lấy cà phê nha, quay cho mọi người xem. Đó, mình đi lên lầu. Thì ở trên lầu nó có những cái trái banh này rất là đẹp mọi người. Đó. Wow, chừng đã không? Giờ đi vô trong cho mọi người xem. Đây là trong quán ha. Hồi nãy mình ở trong quán mình đi ra, bây giờ chơi đi trở lại thử coi mấy chị em order được những cái món gì rồi. Order được gì rồi? Cà phê hả? Cà phê hả? Cà phê. Đó. Thơm ha. Thơm quá chừng thơm ha. Vui ha. Đó, Mozart cà phê rất là nổi tiếng ở Austin nha cô chú anh chị nha. Mọi người thì đây là màn 2 nha mọi người nha. Nãy màn 1 là mình ăn, rồi bây giờ màn 2 là cà phê. Uống được ly cà phê sữa đá. Đây, hot cà phê nóng nè. Đó. Cappuccino. Ngồi đây mà nhìn cảnh bề hồ quá đẹp. Trên kia xa xa có những cái nhà, mọi người thấy không, rất là đẹp. Cảnh ở đây rất là lãng mạn. Rất là đẹp. Sát mặt nước luôn. Đã, nó rất là yên tĩnh. Nó rất là yên tĩnh ha, Eric ha. Yeah. Quá chuyện đã luôn. Austin nha mọi người nha. Đó. Sao mấy cái đèn nó không lên? Bình Texas đã quá, lúc nào cũng ấm. Ấm? Hả? Lúc nào cũng ấm á. San Jose chắc bây giờ lạnh không? Giờ này bây giờ nghỉ lạnh không? Còn lạnh không? Bây giờ là rung. Rung hả? Gió mà rung. Gió rung. Gió vừa rung. Rất là nhiều người ngồi nha cô chú anh chị. Ok cô chú anh chị thì ngày hôm qua Jay có một ngày đi shopping ở San Marcos. Dừng chân ở Bucky and then đi đến Austin để ăn một cái nhà hàng có tên là Aloha Hula Hut của Mexico. Jay hy vọng mọi người thích cái view của Jay. Quý vị nào mà đang có dịp chuẩn bị đi xuống Austin thì có thể, nếu mà quý vị xem được một cái video của Jay thì quý vị có thể biết được là mình dừng chân ở đâu ăn ở trong Austin cho nó ngon nha mọi người nhé. Thì quý vị nào mới đến kênh của Jay nhớ đừng quên nhấn cái nút là like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh Jay. Bây giờ thì Jay tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau. Bye và xin chào cô chú anh chị.